cho thấy thiết kế mới của GALAXINOTE10, ra mắt ngày mùng 10 tháng 8. Càng gần đến ngày GALAXINOTE10 được ra mắt, thông tin và hình ảnh của sản phẩm xuất hiện ngày càng nhiều. Mới đây, trang công nghệ Slashleaks, nổi tiếng với việc đăng tải những hình ảnh bị dò dỉ về các sản phẩm công nghệ sắp ra mắt, vừa cho đăng tải những hình ảnh về lớp vỏ bảo vệ của GALAXINOTE10. Những hình ảnh do Flashlix đăng tải một lần nữa khẳng định lại thiết kế mới trên GALAXINOTE10. Khi sản phẩm sẽ sở hữu cụm ba camera được bố trí theo chiều dọc và lệch về phía trái ở mặt sau thân máy, thay vì được bố trí ở giữa như trên GALAXINOTE9 hay GALAXIS10 được ra mắt gần đây. Cảm biến đo nhịp tim và cảm biến vân tay cũng không còn hiện diện ở mặt lưng của GALAXINOTE10. Cho thấy Samsung đã tích hợp cảm biến vân tay vào bên trong màn hình như trên Galaxy S10 và có thể đã loại bỏ cảm biến đo nhịp tim trên sản phẩm. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng Samsung đã phát triển công nghệ mới, tích hợp cảm biến đo nhịp tim vào bên trong màn hình của Galaxy Note 10 và nếu điều này là sự thật thì đây là một tính năng ấn tượng và đáng trông đợi trên chiếc smartphone mới của Samsung. Ngoài ra Mặt trước của GALAXINOTE10 trong hình ảnh do Flashlix đăng tải cũng cho thấy GALAXINOTE10 sở hữu camera trước dạng đục lỗ và nằm ngay chính giữa màn hình. Lộ thời điểm ra mắt của GALAXINOTE10. Một thông tin khác có liên quan đến chiếc smartphone mới của Samsung đó là thời điểm ra mắt của sản phẩm. Tờ báo Ad News, Hàn Quốc Dẫn lời các nguồn tin thân cận với Samsung tiết lộ GALAXINOTE10 sẽ được chính thức trình làng vào ngày mùng 10 tháng 8 tới đây. Trước đó phiên bản GALAXINOTE9 đã được ra mắt vào ngày mùng 9 tháng 8 năm ngoái và nhiều khả năng Samsung sẽ ra mắt vào ngày mùng 10 tháng 8 để phù hợp với số hiệu của phiên bản sản phẩm. Nguồn tin cũng cho biết hơn 2 tuần sau khi ra mắt, GALAXINOTE10 sẽ được bán ra thị trường vào ngày 25 tháng 8. Theo các thông tin bị dò dỉ trước đó, GALAXINOTE10 sẽ được ra mắt với hai phiên bản GALAXINOTE10 và GALAXINOTE10+ hoặc GALAXINOTE 10PRO, trong đó phiên bản GALAXINOTE 10 sở hữu màn hình 6.3 inch chỉ hỗ trợ mạng 4G cùng bộ nhớ RAM 8GB, còn phiên bản Note 10+ có màn hình 6.7 inch sẽ hỗ trợ mạng 5G và có bộ nhớ RAM lên đến 12GB. Các thông tin bị dò dỉ cũng cho biết GALAXINOTE 10 sẽ có mức giá từ 1.100 đô la Mỹ đến 1.200 đô la Mỹ, trong khi đó giá bán của GALAXINOTE 10+ hiện vẫn chưa rõ nhưng chắc chắn sẽ đắt hơn phiên bản GALAXY NOTE 10. Tê Thủy